Mọi người im lặng đi, đừng ầm ĩ nữa. Muốn có nước tương thì xếp hàng, mau lấy rồi về nhà ăn tối. Ông thấy mọi người ầm ĩ cả lên. Tiếng cãi giả đinh tai nhức óc. Các quả thím lập tức im miệng, ăn vẫn quan trọng hơn. Được rồi, tôi phải đi xếp hàng lấy tương ớt cay đây. Dùng nấu ăn chắc chắn sẽ ngon. Có người nuốt nước bọt, tôi muốn nước súc cũng hơn, trong đó còn có thịt băm. Chị Dương à, hai chúng ta lấy mỗi người một thứ. Sau đó chia mỗi người một nửa, chị thấy sao? Chị Dương lập tức nói được. Chẳng mấy chốc mọi người vui vẻ mãn nguyện. Cầm nước tương trở về. Ai cũng nghĩ tối nay ăn cơm chắc sẽ ngon lắm, sảng khoái. Ngô Quế Lan mẹ của Triệu Chấn Dương cũng mang một lọ về nhà. Khi về đến nhà, cô con dâu Trương Hân đã nấu xong, cả gia đình 6 người đang ngồi trên bàn ăn củ nát chờ bà ta. Thấy mẹ chồng về, Trương Hân ân cần rót một cốc nước đưa cho Ngô Quế Lan. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Chắc mẹ khát rồi phải không? Mau uống nước đi ạ. Ngô Quế Lan nhìn Trương Hân chu đáo mà ấm lòng. Không khỏi cảm thán con trai cả đã cưới vợ đúng vợ, không chỉ biết kinh doanh chăm sóc gia đình mà còn hiếu thuận với cha mẹ chồng. Nấu ăn cũng rất ngon, cuộc sống của cả nhà ngày càng sung túc. Bây giờ còn có người đến nói nhà bà ta có phúc. Con trai con gái bà ta sẽ không phải lo lắng. Không cưới hay không gả được cho gia đình tử tế. Giờ nghĩ đến điều này, bà ta lại thấy rất hạnh phúc. Trong lòng cũng càng ngày là càng thích cô con dâu báo vật này. Ngô Quế Lan cười tít mắt, nhận nước uống một ngụm lớn mà ấm cổ họng. Sau đó mới nói, mẹ vừa đi lấy nước tương. Lần trước có một thanh niên trí thức bị ngã xuống sông, mẹ theo mọi người đi tìm, không ngờ chỉ có chút chuyện nhỏ này mà thanh niên trí thức kia đã làm mấy chục chậu nước tương chia cho mọi người. Triệu Thủ Căn ngạc nhiên nói,
phóng đến vậy. Giọng điệu của Ngô Ái Lan vẫn có chút chua xót, người thành phố mà đâu thiếu số tiền này. Con người không nên so đo với nhau, bọn họ sống tốt, cuộc sống nhỏ của mình đã tốt lắm rồi. Khương Hân săn sóc nói, sau này gia đình chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Cô ta nói thật, đến lúc Triệu Văn Dương phất lên, cả nhà họ cũng sẽ có một cuộc sống tốt. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, bây giờ việc bọn họ phải làm là chờ. Ngô Quế Lan nghe vậy rất vui mừng, con nói đúng, con nói đúng. Mau ăn cơm thôi. Mẹ muốn nếm thử mùi vị của tương ớt này như thế nào, ngửi thôi cũng thấy thơm. Ngô Quế Lan cầm thìa xúc một thìa bỏ vào bát, cắn một miếng vừa cay lại vừa thơm, ăn hết là muốn ăn, thật sự rất ngon, quá ngon. Bà ta lại ăn thêm vài miếng nữa, vẫn chịu thụ căn nhà. Trương Hân thấy dáng vẻ hưởng thụ của Ngô Quế Lan, sáu người cầm thìa xúc bỏ vào bát mình, khi đút vào miệng họ chỉ nghĩ đến một từ tuyệt. Trương Hân cảm thán, tay nghề này còn cao hơn cả cô ta, hơn nữa còn giỏi hơn đầu bếp của cô ta lúc giúp việc. Bếp đúc học lén ở kiếp trước mấy lần, không biết là thanh niên trí thức nào làm. Cô ta có thể kết bạn học hỏi tay nghề này. Sau khi học được sẽ tự làm bán, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Có tính toán trong lòng, Trương Hân giả vờ tò mò hỏi Ngô Quế Lan, mẹ nước tương này quá ngon, rốt cuộc là thanh niên trí thức nào làm vậy mẹ? Có tay nghề giỏi quá. Cô ta không để ý tới thanh niên trí thức bị rơi xuống nước lần trước. Là thanh niên trí thức gian đó, hình như là tên gian nọ rất xinh đẹp. Ngô Quế Lan thản nhiên đáp, gian nọ. Trương Hân nghĩ đến người phụ nữ như hồ ly tinh dụ dỗ người khác, mà cô để cô ta để ý trên máy kéo lần trước. Lúc này cô ta cảm thấy trong lòng khó chịu như bị lấp đầy, sao lại là cô ta? Cô ta thừa nhận mình không thích gian nọ, thậm chí còn rất ghét, tại sao mình lại luôn thua kém cô? Cô ta rất hận, ước gì gian nọ lập tức biến mất khỏi thế giới này. Sẽ không bao giờ kết bạn với một người phụ nữ như thế. Suy nghĩ riêng trong lòng cô ta cũng không còn nữa. Thức ăn trong bát lập tức không thơm nữa. Ngô Quế Lan thấy Trương Hân ăn ít, quan tâm hỏi, sao thế, khó chịu à, sao ăn ít vậy? Trương Hân cười với Ngô Quế Lan, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Không ạ, con không thấy đói, cô ta lơ đãng đáp lại vài câu.
ăn thêm đi, nếu không sẽ không còn sức lực làm việc. Lời nói vô tâm của Ngô Quế Lan. Nó đâm vào cái tim nhạy cảm. Giờ đen tối của Trương Hân. Bàn tay đang cầm đũa của cô ta rơi siết, hơi siết chặt. Làm việc suốt ngày chỉ biết làm việc. Cô ta thật sự chịu đủ rồi, cả gia đình này ăn của cô ta, uống của cô ta, kiếm tiền kiếm được cũng là do bà già đáng chết này giữ. Hai em chồng chỉ biết có ăn. Vừa ngốc vừa đần, chẳng làm được việc gì to tát cả. Việc kinh doanh ở chợ đen không suôn sẻ. Sau khi gặt mùa xong, cô ta còn không có thời gian làm bán bánh. Chưa kể cô ta còn chưa báo cáo chuyện bà béo tìm xã hội đen khiến cô ta ghê tởm. Đúng là hết chuyện này đến chuyện khác đè nặng lên cô ta. Sao số của cô ta lại khổ như vậy? Nếu sau này không phải chịu chứng dương lên như diều gặp gió, cô ta thật sự cũng không chịu nổi cuộc sống khó khăn này. Ký túc xá thanh niên trí thức. Vì hôm nay đi huyện mọi người đều mua rất nhiều nguyên liệu, theo lý thì nên tự làm. Nhưng ai cũng xin gian nõn cho mình nguyên liệu, thuận tiện giúp họ làm. Cô nấu gì bọn họ ăn cái đó. Nhưng nếu làm món thịt kho tàu, lần trước thì sẽ càng tuyệt hơn. Văn nó cũng không ngại làm thêm một chút, bèn gật đầu đồng ý. Trần Bân đề mùa vụ trồng dội gặt dội đã kết thúc, chúng ta nấu các nguyên liệu cũ đó mua ăn mừng đi. Tất nhiên mọi người đều đồng ý 100%. Như thế thì có thể ăn thêm một vài món ngon. Tuy nhiên, mọi người đều nhìn Giang Nõn bằng ánh mắt nóng bỏng. Vừa thấy Giang Nõn gật đầu, mọi người đều hoan hô. Tôi giúp mổ cá,
tôi giúp rửa bát. Mọi người không được tranh cãi với tôi. Tôi thái rau, tôi nhóm lửa, tôi đóng củi. Ai cũng tích cực làm việc. Cảnh tượng rất náo nhiệt. Lúc này Dương Ái Liên nói: tôi rửa bát. Vừa dứt lời bầu không khí sôi động lập tức hạ nhiệt. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô ta hơi xấu hổ. Nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói không được ạ. Dù sao cô ta cũng mất mặt rồi. Hơn nữa, vừa nãy còn lén ăn một chút nước tương. Cô lập tức đầu hàng trước đồ ăn ngon. Cô ta rất muốn nếm thử món thịt kho tàu mà mọi người nhớ mãi không quên có vị như thế nào. Được chứ. Trần Bân thấy dạo này Dương Anh Liên không còn quậy phá nữa. Anh ấy rất vui khi thấy những thanh niên trí thức có thể hòa hợp với nhau, vì vậy anh ấy dẫn đầu giữ thể diện cho Dương Ái Liên. Hiện trường thoải mái hơn. Có người nói đùa. Vậy cô phải rửa cẩn thận, đừng làm dở nhé. Nhưng nó liền không để ý. Cũng đùa lại. Yên tâm đi, không gì để anh rửa nha. Ha, không cần, tôi nên đi mổ cá. Ai cũng nhanh tay nhanh chân, chẳng mấy chốc đã làm xong. Cá chua cay, thịt kho tàu, đậu phụ ma bà, cà tím rang, sườn xào chua ngọt. Rau xào, tất cả đều đủ hương vị.
hai người. Cũng chảy nước miếng không kìm nổi. Vừa ngồi xuống nó lập tức cầm đũa lên ăn. Đây gọi là món ăn ngon. Mọi người vừa ăn. Ta không thể dừng lại. Cô có chiếc ngấu nghiến ăn được một nửa, mọi người mới từ từ nếm thử. Lúc này tưởng Tú Hà đi hái rau rừng. Trở về thấy trên bàn đã mất hết một nửa đồ ăn ngon. Ăn rồi sao không đợi tôi? Để lại cho tôi một ít, tôi đi lấy bát. Cô ta không hề chú ý. Mình vừa nói xong, bầu không khí lập tức giảm xuống. Mọi người nhìn cô ta với ánh mắt một lời khó giải thích. Thượng Tú Hà nội vàng đi lấy bát. Bên cạnh Lý Hồng Anh vẫn ngồi được một người. Cô ta định ngồi vào chỗ đó. Không ngờ cô ta vừa định ngồi xuống thì Lý Hồng Anh đã nhấc chân lên. Thượng Tú Hà ngây ngô nói: cô làm gì thế? Mau bỏ chân xuống, tôi muốn ăn cơm. Lý Hồng Anh nghe thấy những lời vô liêm sỉ này, tức đến mặt đỏ ửng bừng, tức giận nói: ôi chao, sao mặt cô dày thế? Những thứ này là do chúng tôi nấu, cô được nấu không? Đừng tỏ vẻ quá đáng thương, tôi chẳng quan tâm đâu, bọn tôi cũng chẳng nợ gì cô. Mau đi nấu cơm của cô đi, chúng tôi không chào đón cô. Cô dựa vào đâu mà tôi như vậy, nói tôi như vậy? Thượng Tú Hà nhìn chằm chằm Lý Hồng Anh với sắc mặt tái nhợt, nước mắt lưng tròng. Dựa vào cô nội trợ tôi một đồng sáu. Dựa vào cô nợ tôi một tô bột mì. Dựa vào cô là con nợ chay ì. Đừng tới khiến bọn tôi chán ghét. Lý Hồng Anh mắng cô ấy, nhìn thấy vẻ mặt kinh tởm của Tưởng Tú Hà rất tức giận. Thượng Tú Hà nhìn như người khác cũng nhìn cô ta như thể là đang rình xét rưỡi. Với ánh mắt thờ ơ, cô ta thấy xấu hổ. Cuối cùng không chịu được nữa, khóc sướt mướt chạy ra ngoài.
Sao tưởng Tú Hòa? Là nghĩ không thông suốt thế chứ. Tôi thấy cô ta đã gửi gần hết tiền về từ ngày trước. Cũng không biết cô ta kể có kế hoạch gì. Dương Bình xấu hổ nói. Lý Hồng Anh nói, tôi thấy cô ta chảnh thì có, đang giả vờ. Lần trước tôi vô tình thấy gia đình cô ta. Hình như có cách đưa cô ta về thành phố, dụ cô ta gửi tiền về để móc mối quan hệ đưa cô ta về. Trương Kế Quân hơi không nói nên lời. Chuyện này muốn làm gì thì chắc cũng phải làm từ lâu rồi. Đã mấy năm rồi còn gì. Thôi đừng nói về chuyện này nữa. Không dễ gì mới ăn được món ngon của thanh niên trí thức Giang làm. Đừng tức giận ảnh hưởng đến khẩu vị. Trần Bân cố gắng khuấy động bầu không khí. Đúng, đừng nói nữa, ăn đi. Thịt kho tàu, này là tình yêu của tôi. Đừng giành miếng cuối cùng với tôi. Sao phần nhạc đệm nhỏ này? Bầu không khí từ từ sôi động trở lại. Sáng sớm hôm sau, Tưởng Tú Hà coi như không có gì, ngồi vào bàn ăn ăn sáng cùng mọi người. Dân nọ nghĩ nếu đang là thời hiện đại thì cô đã đánh chết người khiến mình ghét này. Những người khác dường như đã quen với điều đó. Nên ăn thì nên uống thì uống. Coi như cô ta không tồn tại. Sáng nay bọn họ ăn cháo khoai lang. Giang Nõn nhìn bọn họ lần lượt lấy nước tương ra. Múc một thìa bỏ vào cháo trộn đều. Giang Nõn líu lưỡi. Mới sáng sớm mà lại người ta đã có thể khẩu vị nặng như vậy rồi. Dạ dày có thể chịu đựng sao? Được chứ, được chứ. Nước tương mà em làm quá thơm. Nếu không ăn sẽ làm chị ngứa ngáy. Lý Hồng Anh nhấp một ngụm lông mày nướng lên. Trông cô ấy có vẻ rất thích thú. Anh hận không thể ăn mỗi ngày, mỗi bữa có khẩu vị vô cùng. Kiểu hướng tiền ở bên cạnh cũng đồng tình. Tô Tiểu Nguyệt nói, Nón Nón ơi, lần sau cậu tìm thì tớ muốn mua một vài lọ. Tớ muốn gửi về nhà cho gia đình mình nếm thử. Mọi người cũng nhao nhao nói tao cũng muốn mua. Dân nọ vui vẻ gật đầu, được, lần sau em sẽ làm. Cương Tu Hoàng nhìn đám người vây quanh dân nọ. Ánh mắt lại chuyển qua lọ nước tương trong tay bọn họ. Bàn tay cô ta đang cầm đũa siết chặt. Ánh mắt nhìn dân nọ giống như rắn độc chui vào ống gầm. Âm u.
khiến người ta lạnh run khắp. Tưởng Tú Hà đổ lỗi cho Giang Noãn về mọi sự lạnh nhạt và tất cả những điều tồi tệ mà cô ta phải chịu đựng được trong thời gian này. Là bởi vì Giang Noãn nên cô ta không được mọi người chào đón. Nên cô ta mới sống khổ sở như vậy. Tại sao những người khác lại dây quanh Giang Noãn và cố gắng lấy lòng cô ta? Hồ Ly Tinh đáng chết này dụ dỗ mọi người xoay quanh mình. Lại xa lánh bản thân. Một miếng thịt nhỏ mà cũng không cho dai. Con đĩ chết tiệt. Trong mắt Tưởng Tú Hà đầy ghen tị và oán hận. Sau vụ mùa trồng dội gặt dội, mọi người lại tiếp tục cuộc sống lao động bình thường. Trải qua mùa trồng trọt gặt dội, Giang Noãn cảm thấy thế lực của mình được cải thiện. Thậm chí cô còn cao thêm một chút, khoảng 1m6. Cô hy vọng mình sẽ cao lên 1m65, đó là chiều cao kiếp trước và là chiều cao lý tưởng của cô. Sau khi làm việc siêng năng mỗi ngày, cuối cùng cũng đợi đến kỳ nghỉ 2 ngày. Ngày nghỉ đầu tiên cô dậy sớm. Định đến nơi đóng quân tặng nước tương cho các đồng chí quân nhân. Tương ớt đã lên men từ lâu. Cô nhờ người trong làng mua cho mấy lọ. Chiếc giỏ nặng kiểu cô vừa đi vừa nghỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Nơi đóng quân rộng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Từ trên bên là ngoài là 2 dãy nhà gạch ngăn nắp. Ở giữa có một sân bãi rộng lớn bằng phẳng. Có thể nhìn thấy một nhóm quân nhân đang luyện tập. Nơi đóng quân có hàng rào sắt bao quanh. Nhìn từ xa đã thấy có 2 đồng chí quân nhân đứng gác cổng. Giang Noãn đang định bước tới hỏi xem bọn họ. Phải giúp cô đưa nước tương cho giỏ cho đám hứa yến không? Tại sao cô lại nói muốn đưa cho hứa yến? Tại vì cô chỉ biết mỗi tên anh chứ sao? Muốn khóc ghê.
Hơn nữa khu vực quân sự bị cấm vào, người bình thường không được phép vào. Hai quân nhân đứng canh cũng nhìn thấy gian nọ. Trùng hợp là hai anh quân nhân này lại là hai người lần trước đi theo trưởng thôn tìa đi tìm cô. Trong nháy mắt hai người họ cũng nhận ra cô. Chị dâu, ai ôi, anh Cương. Sao anh lại đánh em? Lý Hạ gọi gian nọ. Nhưng lại bị Trần Cương đánh. Lúc này cậu ấy nhìn Trần Cương với da mặt đầy oán hận. Đừng có mà gọi bừa, tiểu đoàn trưởng không có nói em gái Giang là người yêu của anh ấy đâu đấy. Trần Cương thật sự muốn bắn chết tên nhóc này. Nếu mà gọi dẫn đến hiểu lầm thì cô gái nhà người ta còn cần danh tiếng nữa không hả? Lý Hạ lẩm bẩm, em có gọi sai đâu. Anh nhìn dáng vẻ hiếm có của tiểu đoàn trưởng. Lần trước ấy em còn chưa từng thấy anh ấy dịu dàng với người phụ nữ nào như thế bao giờ. Trần Cương cứng họng, mặc dù anh ấy cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng chuyện này chỉ có thể nói bí mật riêng tư. Nếu như tiểu đoàn trưởng nghe thấy xem, nghĩ đến việc quân luyện quỷ thần khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mình, là anh ấy đã lập tức run sợ. Nhưng hiện tại anh ấy vẫn cảnh cáo Lý Hạ một lần nữa để cậu ấy chú ý. Em biết rồi, em biết rồi. Lý Hạ gật đầu lia lịa. Giang nọ ở xa hình như nghe thấy đồng chí quân nhân kia gọi là chị dâu về hướng của mình. Giang nọ vội vàng xoay người 360 độ nhìn xem. Không có ai, chẳng lẽ là gọi cô sao? Kỳ lạ. Giang nổ tiếng lại gần. Cô cũng nhận ra hai đồng chí quân nhân, cười nói.
Chắc anh còn nhớ tôi không? Tôi là thanh niên trí thức ở thôn Thanh Thủy, rồi người đã rơi xuống sông lần trước. Lý Hạ lập tức nói, đương nhiên là nhớ, cô đến đây có việc gì thế? Giang Nõn giải thích. Lý do mình tới và đưa giỏ qua. Lý Hải và Trạch Cương lắc đầu, có chút ngại ngùng. Như thế sao được? Vì dân phục vụ là tôn chỉ của chúng tôi, sao chúng tôi lại không biết ngại mà nhận nhiều nước tương như vậy chứ? Thứ này có là gì? Đây là tấm lòng của tôi. Thực sự cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Thấy Giang Nõn kiên trì như thế, đặc biệt là Giang Nõn còn quá xinh đẹp nên hai người họ đều ngại từ chối. Đành phải cầm lấy giỏ rồi nói lời cảm ơn vài lần. Nghĩ đến tiếng chị dâu mà mình vừa nghe, Giang Đoản tò mò hỏi bọn họ, giờ các anh gọi ai là chị dâu thế? Tôi không thấy ai mà. Hả? À, vừa rồi tôi nhìn nhầm cô thành vợ của anh Cương. Xem con mắt của tôi này, đúng là ngại quá. Lý Hạ gãi gãi đầu, ánh mắt có chút né tránh. Trần Cương, tôi còn chưa có vợ đâu đấy. Cái thằng nhóc ẩm ương này. Nõn chỉ cho rằng vẻ mặt của cậu ấy là ngại ngùng nên cô cũng không quan tâm. Cô nhìn mặt trời sắp mọc lên trên đầu rồi nói, ồ, hóa ra là như vậy, giờ không còn sớm nữa, tôi phải đi đây. Nói xong cô định nhấc chân rời đi. Cứ như vậy mà đi hả? Cô không muốn gặp tiểu đoàn trưởng sao? Lý Hạ ngơ ngác. Giang Đoản còn chưa đi gặp tiểu đoàn trưởng mà. Giang Đoản đặt mặt đen có dấu chấm hỏi. Gặp anh ấy làm gì? Tôi không có việc gì để tìm anh ấy. Nước tương này, anh cứ chọn bừa hai lựa loại ra cho anh ấy là được. Cảm ơn nha. Lý Hạ nhìn Giang Nõn trông dỗ dàng rời đi. Lại thấy cô
không có ý định gặp tiểu đoàn trưởng chút nào. Còn chọn bừa hai lọ nước tương cho tiểu đoàn trưởng. Chẳng lẽ đây là quan hệ giữa hai người bọn họ sao? Không, không. Nhìn thái độ của tiểu đoàn trưởng, có thể biết anh ấy thích gian nọ. Chẳng lẽ theo đường trưởng yêu đơn phương? Khóe miệng cô ấy điên cuồng nhếch lên. Hoàn toàn không không chế được. Tiểu đoàn trưởng yêu đơn phương ha. Trần Cương và Giang Nõn nhìn khóe miệng Lý Hạ dần dần bay lên trời, không nói được lời nào. Giang Nõn liếc nhìn Trần Cương. Trần Cương chỉ vào đầu của cậu ấy. Sau đó nhún vai, xẻ hai tay ra. Trong giây lát Giang Nõn đã hiểu ra. Nhưng cô vẫn có chút lo lắng nói, anh ấy không sao chứ. Trần Cương liếc nhìn Lý Hạ vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng. Anh ấy bình tĩnh đáp, không sao, uống chút thuốc sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Ồ, được, vậy tôi đi đây, tạm biệt. Lý Hạ từ trong tưởng tượng quay lại. Cậu ấy nhìn xung quanh Giang Nõn đâu? Đừng nhìn nữa, người ta về từ lâu rồi. Không biết cậu phát bệnh thần kinh gì nữa. Trần Cương bày ra vẻ mặt chán ghét.
Thần kinh gì chứ? Em muốn giúp tiểu đoàn trưởng của chúng ta tìm người yêu mà thôi. Lý Hạ còn muốn giúp tiểu đoàn trưởng của mình. Cua được người trong lòng vào tay đấy. Thần cưng không nói nên lời. Cậu đừng nhọc lòng nữa. Đến lúc đó xem tiểu đoàn trưởng có xử cậu không. Em không nói chuyện với anh nữa. Anh không hiểu đâu, anh đứng gác ở đây đi. Em đi báo cáo với tiểu đoàn trưởng. Lý Hạ giật giỏ trên tay của Trần Cương đi, chạy vào văn phòng tiểu đoàn trưởng. Báo cáo. Vào đi. Một giọng nói ấm áp từ bên trong truyền tới. Lý Hạ vội vàng mở cửa. Nhìn tiểu đoàn trưởng đang tập trung đọc tài liệu. Cậu ấy vào tiểu đoàn trưởng, em báo cáo khẩn cấp. Hứa Yến ngẩng đầu lên và ra hiệu cho cậu ấy nói. Lý Hạ vừa nhìn thấy Hứa Yến là đã nghĩ ngay đến yêu đơn phương. Cậu ấy cố gắng hết sức kìm nén khóe miệng. Đang trực trào lên. Nói nhanh, vừa rồi em đứng gác, chị dâu đã đến nhà mang theo một giỏ nước tương, cô ấy tự làm. Cảm ơn cho lần trước chúng ta đã tìm cô. Cậu ấy nhìn đôi mày càng ngày lại càng cao có của tiểu đoàn trưởng. Suy nghĩ xoay chuyển.
Khôn khéo nói, chị dâu nói rằng mình biết ơn tiểu đoàn trưởng nhất. Nói anh đã cõng cô ấy suốt quãng đường, vất vả cho anh quá. Chị dâu hơi càng nghe càng không đúng. Cắt ngang Lý Hạ đang lảm nhảm không ngừng. Lý Hạ cười nói, em là gái gian đó, là em gái gian đó, gian nọn. Lần trước anh cõng người ta đi suốt quãng đường đấy. Cậu ấy tự mình nói hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt tối sầm của Hứa Yến. Hứa Yến kìm lại cơn tức giận, tiếp tục hỏi cậu ấy, sao cậu lại gọi người ta là chị dâu? Lý Hạ lầu bầu, đó không phải là cô gái của anh thích sao? Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ là người yêu của anh, em đâu có nói sai. Vẻ mặt Hứa Yến đang đen như mực bình thường trở thành hoàn toàn đen xì, nghiến răng nghiến lợi. Nói nhảm, tôi với cô ấy không có quan hệ gì. Lượng huấn luyện không đủ, đúng không? Tôi mà còn nghe thấy những lời này nữa. Thì cậu vác nặng chạy 5 km cho tôi. Lý Hạ nhìn thấy Hứa Yến thật sự tức giận nên vội vàng ngậm miệng lại. Chẳng lẽ là mình hiểu lầm rồi sao? Vẻ mặt của cậu ấy yếu xìu. Nghĩ đến nước tương, Lý Hạ nói, em biết rồi. Em gái gian bảo anh chọn 2 lọ. Phần còn lại cho các chiến hữu. Tôi không cần các cậu cứ việc chia nhau đi. Hứa Yến nói xong tiếp tục đọc tài liệu. Thật sự không cần sao? Nhìn các con đó, đây cũng là một phần tấm lòng của em gái Giang. Lý Hạ nhìn Hứa Yến vẫn với vẻ mặt lạnh lùng. Hờ hững, cậu ấy thở dài nói, em đi ra ngoài đây.
của nơi đóng quân. Lý Hạ tương ớt này thật sự rất ngon, ăn với cơm là ngon nhất. Tay nghề của em Giang quả thật xuất sắc. Nước sốt nấm cũng thơm quá. Tất cả đều ngon, tôi thích nhất. Gần đây thức ăn ở nhà ăn không có vị gì, nước sốt này đã là cứu dạ dày của tôi. Một nhóm quân nhân được chia nước tương, hết lời khen ngợi về nước tương. Tâm trạng uể oải của Lý Hạ cũng được tương ớt chữa khỏi, cậu ấy nói. Đương nhiên tay nghề của em Giang rất xuất sắc rồi. Cậu ấy tự hỏi liệu tổ đoàn trưởng có hối hận khi đã không cần hay không. Mùi thơm của nước sốt này hấp dẫn. Một đám quân nhân đang ăn, mặc dù đồ ăn trong nhà ăn ngon hơn trong thôn. Nhưng dù sao cũng là thời đại khan hiếm lương thực. Bọn họ cũng ăn một ít ngũ cốc thô. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong nhà ăn. Một số chiến sĩ không thể chịu đựng được nữa nên dỗ dành tiến tới xin nửa thìa nước chấm. Loại nước chấm vừa ngon vừa cay vừa nghiện. Ơi Yến đang ăn đồ ăn khô cách đó không xa, ngửi thấy lập tức cảm thấy đồ ăn trước mặt càng ngày càng không ngon. Thừa nhận, có thừa nhận nước sốt của Giang Nõn thật sự rất thơm. Khi Giang Nõn trở lại ký túc xá thanh niên ký thức thì mặt trời đã lên trên đỉnh đầu. Trên đường trở về, cô lấy từ trong không gian ra mấy cái chân gà lớn cùng bánh bao thịt, ngoài ra còn ăn chùm nho, đúng là sướng. Trở về cái túc xá, mọi người đã ăn cơm no và làm việc riêng trong phòng. Khâu dài đi ngủ. Trong khi đó Tô Hiểu Nguyệt và Lý Hồng Anh đang làm quần áo. Nhìn thấy Giang Nõn trở lại, Tô Hiểu Nguyệt nghe giọng hỏi, cậu ăn cơm chưa? Giang Nõn gật đầu với cô ấy. Sau đó đi về phía giường, cô định ngày mai sẽ đến huyện gửi những món đồ mà gần đây mình vừa thu xếp cho ông bà ngoại. Ngoài mấy lọ tương ớt, Giang Nõn còn tính đến chuyện
Ông bà ngoại ngày càng già yếu, đau lưng mỏi gối là điều không thể tránh khỏi. Nhất là khi còn trẻ, ông ngoại cô đã chống chọi rất nhiều với vết thương. Nên cô định gửi cho họ miếng cao dán gân cốt và miếng dán giảm đau khớp.